Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ xuống hồ để kiếm cá. Kia có thằng bạn đi cùng. Xung quanh đây là hồ của buôn mình này. Dưới kia có đồi. Tí kia xuống dưới kia tít bên kia cũng chặt. Chặt nhà máy nước. Đó, thấy mờ mờ thôi. Đấy, các bạn hãy đi cùng mình đi thả lưới bắt cá nhé. Đây là lưới của mình, chuẩn bị bắt cá. Chào anh Đen. Hello, chào mọi người. Đây, lưới của mình. Đây mình sẽ thả ở đây nhé các bạn. Thả ở đây rồi mình kéo. Tốt lên đây. Kể cái này vuông mồm mình không có thể được. Không, cái lòng đất này là chủ nghĩa để tầng này tùy lấy. Không được. Kể đó không được đọc mình mới nhớ được đến. Đây là thanh dính cây tùm lum. Tiếp tục lộ ngã sân này mà lại hết đó. Có gì là hạt đến tỉnh à? Chiên giòn. Chiên giòn, cá rô chiên giòn này. Bằng đốt này dở, bằng lùng cũng dở. Bằng đốt này đầy này. Khá loại này rồi. Nhẹ đốt lùng. Dở nằm chì cơ. Này đốt đốt này. Này lùng. Một. Chì đúng à. Spăng đúng à. Lúc ta lâu mà dở. Tạ có lệ dở dở đúng rồi. Khá loại là em vẫn tuột tạo lên tuột loại rồi này. Đến nên rồng đen rực là nó tối đen là lô số ba ba trăm chục lần vậy vừa hạt trực tiếp lắp nhìn không hạt tiền cái này như sọt lạnh nó lại thô hạt trực tiếp này điền mực man mà lên cái tiếng hả đây là một cái phát hiện tỉa sọt một vật độ để điệt đây bắt đầu mè thứ hai rồi các bạn.
Tùy lẫn ăn. Bắt đầu chiến thôi.